Đừng lại để em ra chết anh à. Tôi vẫn cao nhanh đâu ngu. Nào, ngồi đi, nào, nào, nào. Ôi trời. Ông nhớ đấy nha. Đừng có về cái nhà này nữa. Chồng với trả con. Chạy nhanh thế, ai đuổi được. Mở thứ như cọp ấy. Tí đứt bố dép rồi. Vừa mua xong. Con rể. Chưa đến nơi rồi, con đi đâu con? Con ra ngoài đình làng có chút việc đại sự bố ạ. Thế sao mặt con thâm đen thế kia? Thâm đen á? Buổi sáng con ra vườn tưới lan, thế là không may vô tình đập phải cành cây. Mà thôi, bố đi về đi, con đi kẻo lỡ việc của con. Ừ, thế con đi đi. Vâng, thế con chào bố ạ. Cái thằng sợ vợ y như mình. Ngày xưa bên dòng sông. Ê, thằng cu. Chưa rồi không ngủ lang thang đi đâu đây? Chồng, mày nhìn lại mày xem. Phong thái như thằng trẻ trâu. Đúng là cụ thật thất vọng khi có đứa bạn như mày. Thôi đi cu, mày hơi được đà rồi đấy. Tao đang hỏi mày trả lời đi. Tao ra đình làng có chút việc đại sự. Mà cái thằng thân phận thấp hèn như mày thì hiểu thế nào được. Quan tâm lắm gì? Mày thì làm quái có chuyện đại sự gì? Mày lại bị cái Nhiên nó đuổi đánh như gì? Này, mày đừng có đoán mò. Người địa vị cao như tao có phải thân phận thấp hèn như cái loại mày đâu mà để vợ đấm cho đen mắt à? Vớ vẩn thì... Chính ra mà địa vị cao mà bị đấm cho đen mắt á, thì đồ nhục nó cũng cao theo với thằng cụ nhờ. Cái tiền sư bố này mày, tại mày, tất cả là tại mày hết. Cụ thì cụ hụt mày, mày. Thằng cụ đấy, mày bị ngu người à? Tao làm gì nên tội hả? Không làm gì nên tội à? Tất cả là tại mày. Chính mày không biết dạy vợ, để cho nó hư hỏng. Đã thế, nó còn chuyển lại kinh nghiệm cho vợ tao. Làm con vợ tao nó cũng hư hỏng theo. Thế tao không đánh mày thì đánh ai? Chả tại mày à? Này, tao đoán không sai mà. Nhưng mà mày nói sai rồi. Sai lớn nữa là đằng khác. Cái tên sư bố mày. Mày lại còn dám bảo cụ sai à? Được. Mày bảo cụ sai đúng không? Mày nói rõ xem cụ sai chỗ nào. Mày mà không nói rõ nhá, cụ trục xuất mày ra khỏi đảng. Nói. Úi trời. Thì chả sai quá còn gì. Tao nói mày nghe này. Bản chất của đàn bà là như nhau cả. Đều là cải quý. Chẳng qua là chúng nó chưa lộ nguyên hình thôi. Đấy. Mày xem cái em kìa. Đấy, vợ ông Phú ấy đang đánh đuổi ông ấy kìa. Chạy đi. Ô, thế hóa ra làng mình là làng sợ vợ à? Mày đường đường là một cái thằng cụ của làng mà mày không nhận ra. Nó táo ngạ mày luôn đấy. Làng với cả không làng, bao nhiêu cái tốt đẹp thì chả lan tỏa. Đã đi lan tỏa cái truyền thống sợ vợ, tạo đến chịu luôn đấy. Thôi, trời sinh ra số phận đàn ông 12 bến nước như vậy thì anh phải chịu thôi. Mày chấp nhận đi. Chẳng thế. Đi làm cốc bia cho mát mồm đi. Giặt chun vỏi đòi đi uống bia. Thế mày có đi đâu thì bảo. Thì đi. Đi thôi, phấn khởi nhẹ. Đi uống tí cũng được. Hay con dở này. Ngồi có một lúc mà mày thở lên thở xuống cả mấy chục lần. Thế có việc gì? Tết nhất đến nơi rồi, bao nhiêu là thứ phải lo. Tao đau đầu quá, tiền thì không có. Mày nói tao mới nhớ đấy. Tết đến nơi rồi, phải lo bao nhiêu là thứ. Thế mà ông Dương hôm qua còn vác mấy cuốn sách về, mất hơn triệu của tao. Ôi, điên thế chứ lại nhắc đến lại thế điên. Thì ông ấy là cụ trẻ, đọc sách để mở mang kiến thức chứ có sao đâu. Làm cái gì mà mày cứ như cháy nhà. Gớm nữa, mày thì hiểu gì về ông đấy mà mày nói tao hả? Ông ấy mua sách về là để cho oai, chứ có bao giờ đọc đến đâu mà mở với chả mang. Đấy, hôm trước tao dọn tủ sách, cuốn nào cuốn đấy còn mới tinh, vẫn thơm nước mùi giấy mới kìa. Thế chưa đọc thì kiến thức nó vẫn nằm đó, nó có bay mất ra khỏi sách đâu mà mày sợ. Cái con này, mày là bạn tao cơ mà, mày nói với tao kiểu gì đấy, sao mày toàn bênh ông Dương thế? Thì tao cũng chỉ nói thật thôi mà. Nói với mày tao còn thấy bực thêm. Thôi tao đi về đây. Mày không níu kéo tao à? Tao còn đang bận tính toán, níu mày chẳng kéo cái gì. Bạn với mẹ. Đi về đây. Bạn bè chán thật. Nhiên, mày đi đâu đây con? Bố à, con đi ra đây có chút việc. Thế bố không ở nhà nghỉ chưa à? Chưa cái gì. Mày nghe bố hỏi đây, có phải mày vừa đánh thằng Dương đúng không? Không, con có đánh chồng con đâu. Mày không đánh mà mắt nó thâm đen thế à? Dám xăm mách bố vợ à? Vậy hôm nay mình cho ngủ đất.
Mày hung dữ nó vừa thôi, coi chừng nó cáu, nó bỏ tao từ mặt mày đấy. Con có hung dữ đâu, con chỉ lỡ tay đấm có mấy cái thôi mà. Tao còn làm gì mày nữa, đi về làm chứng cho nó đi. Đi. Vâng. Bố đẻ kiểu gì, toán bênh người ngoài. Mày còn làm bầm cái gì đấy? Không mà, đang đi đây. Mày thế, nó không có nhà. Tay ra. Cái dù hả? Mày cái gì đấy? Là em đấy à? Vâng, là em đây. Thế anh đi chơi có vui không? Anh có dám đi chơi đâu. Anh đi để suy nghĩ về lỗi lầm của mình đi chứ. Em nào. Thế à? Thế mà em cứ tưởng là anh đi mách bố em cơ đấy. Mách gì? Anh nào dám mách? Anh đi suy ngẫm ngoài quán bia với thằng Phi Long mà. Chắc chắn là anh cùng với anh Phi Long đi ra quán bia ngồi bàn tính xem là làm thế nào để hạ bệ em đúng không? Chẳng đúng không à? Không, anh không phải ý đấy. Em thì lúc nào chẳng cao cao tại thượng. Anh hạ làm sao nổi. Anh cứ liệu cái thần hồn đấy. Anh làm gì còn hồn mà liệu. Cái gì? Thế để anh gọi hồn về để anh liệu nhá. Em yên tâm. Vớ va vớ vẩn. Em nói cho mà biết nhá. Anh mua nhiều sách như thế thì ở nhà mà đọc sách đi. Cứ lang thang ngoài đường học ba cái thứ vớ vẩn với các em là thế nào hả? Đọc sách á? Ui, thôi. Anh không đọc đâu. Sách anh mua toàn giày như này thì đọc biết bao giờ nó mới xong. Không đọc. Ôi, thế tôi hỏi anh nhá. Anh tốn hơn triệu bạc em mua cả đống sách về để làm cái gì? Thì anh mua về làm cảnh cho nó oai. Ôi trời ơi, con chán anh lắm rồi đấy nhá. Oai cái gì mà oai? Thế anh oai đủ chưa? Anh trả sách cho người ta hộ tôi cái. Mua rồi chả làm sao được, em dở. Ôi, hơn 1 triệu của tôi tất nhất đến nơi rồi. Tôi không cần biết, anh đi trả sách cho tôi, nghe chưa? Ôi, điện quá là điện. Đến khổ. Về đến nhà cứ như vào chuồng cọp ấy. Nhiều lúc nghĩ mạng sống của mình nó thật mong manh, nhưng mà không thể vỡ được. Thế nào mà ngồi với tao mặt mũi nhăn như khỉa nước đấy? Mày bị vợ tẩn chưa à? Không, bị vợ tẩn thì là cơm bữa rồi. Hả? Tao nhầm. Cụ trẻ như tao thì có giờ sợ vợ đâu mà. Chẳng qua tao đang suy nghĩ đến mấy cái điều nó lớn lao thôi mà. Thôi, bớt bốc phét đi thằng cụ. Nghĩ mà nó chán. Mà tất cả tại cái mặt mày ấy. Tự nhiên ngày xưa xui tao lấy vợ, bây giờ về nhà cứ như về chuồng cọp ấy. Bao nhiêu cái uy ở cụ trẻ ngày xưa giờ còn đâu nữa. Tao cũng hiểu cảm giác của mày. Ô thế á? Thế cảm ơn mày. Mày đúng là bạn tốt của cụ. Tốt tiếc cái gì, mày bị như vậy nó đáng lắm. Suốt ngày hách dịch xong lại lên giọng dạy đời trò trở. À, cái tiền sư bố thằng thân phận tóc đen này, mày lại đang làm cụ tức điên lên rồi đấy. Cụ phang phát vào cái nhảy nhảy nhẩn thôi hả? Ê con rể, cả thằng Phi Long nữa, hai thằng trốn vợ ra đây uống bia cả hả? Con mời bố vợ ngồi đi. Người không có vợ như bố đúng là quá tốt. Con say rồi à Dương? Say say nào, địa vị con cao, quanh năm người ta mời đi nhậu nhẹt dầm mà mấy cái cốc bia này say thế nào được. Thằng này nó chưa say bác ạ. Nó chỉ không được tỉnh lắm thôi. Bác uống đi, cháu to cho bác nhá. Mày chơi thân với con rể nhà bác, nói xem có chuyện gì nào. Cái thằng này nó chỉ sợ vợ đó bác ạ. Chứ có chuyện gì đâu. Sợ đâu mà sợ, toàn nói vớ vẩn đi. Tao đang định bỏ vợ này. Ê con rể, đừng có nóng. Địa vị của bố cao, bây giờ mà con bỏ cái Nhiên thì bố làm gì còn địa vị nữa. Nhưng mà con gái bố quá đáng lắm. Con không chịu nổi nữa đâu. Con cứ bình tĩnh, bố khác có cách. Cách gì hả bố? Bố có cách rồi. Cái gì đấy? Đấy, nghĩ mà nó bực. Tết nhất đến nơi rồi, không có biết lo toan tính toán cái gì. Suốt ngày chỉ biết rượu chè, rồi là đánh chén thôi. Tao là tao chỉ muốn đánh cái vào mặt thôi. Ông Dương thì tao khác gì đâu. Gom nữa hở tí ra là có người gọi đi uống bia. Chẳng có bao giờ cả ngày ở nhà được 1 tiếng. Ôi trời ơi, Nhiên ơi! Nhiên! Thôi chết rồi. Sao đấy? Làm gì hớt hải thế? Ui, bố em,
bố em bị ngã vào gáo nước, tí thì bị chết đuối. Ôi cái gì? Việc quan trọng như thế mà bây giờ anh mới nói với em à? Giờ bố em đâu rồi? Đang ở trên trạm xá ấy, thằng Phi Long nó đang ở trên đấy rồi. Em đi luôn đi. Ôi giời ơi, tận nhận đến đây rồi bố ơi, bố. Thế nhưng mà ngã vào gáo nước, nhưng mà lại bị chết đuối. Là sao nhỉ? Ê, chờ tao với, đợi tao. Bố ơi, bố sao không? Bố ơi. Đề nghị nhẹ nhàng cho bệnh nhân được nghỉ ngơi. Hiện giờ đã qua cơn nghịch kịch rồi. Cho anh nói đây à? Lùi lại. Bố không xong rồi. Bố sắp chết rồi. Bố ơi, bố nói gì đấy? Có ngã vào gáo nước tôi làm sao mà chết được? Đúng đấy bố ạ. Nhìn bố còn khỏe lắm, khéo lấy thêm được vợ nữa ấy. Hai đứa mà bố sắp chết rồi mà vẫn cãi nhau à? Bố ơi, bố yên tâm nghỉ ngơi đi, bố sẽ không sao đâu nhá. Bệnh tao biết. Nhưng mà này bác ơi, bác ngã vào gáo nước mà, chứ bác có bệnh gì đâu mà chết. Nhỉ, tao quên. Nhưng mà đằng nào tao sắp chết rồi mà. Bố ơi, bố đừng có mà bỏ con. Bố muốn hai vợ chồng mày không được cãi nhau nữa, mà nhất là mày không được đánh thằng Dương nữa. Không đánh ông Dương ấy ạ? Cái này... Ê, bố không xong rồi, không xong rồi. Bố không xong rồi. Bố ơi, được ạ. Con thề là con sẽ không bao giờ đánh ông Dương nữa đâu. Dương, lại đây bố bảo. Bố, chúng con là nạn nhân, đừng có lỗi gì đâu. Con cũng phải thề là không được bỏ cái Nhiên đấy nhá. Điều này con... Vâng, con xin thề là con không bao giờ đã bỏ Nhiên đâu ạ. Nhớ đấy, vợ chồng là phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không được cãi chửi nhau đâu đấy nhá. Vâng ạ, con biết là con sai rồi ạ. Quá. Thôi, chúng mày thề rồi, bố cũng không chết nữa đâu. Bố đi về đây. Thế này là thế nào nhở? Anh bày trò hãm hại tôi đúng không? Này, em thề rồi đấy nhá. Anh, bực thế chứ này. Thôi, mình về đi em. Từ giờ em đừng đánh anh nữa đâu đấy. Cái gì? Này, tôi nói cho anh biết nhá, không phải vì anh ham hố ấy, việc bao đồng thì tôi không đánh anh làm gì, em đâu tay tôi ra. Được rồi, từ giờ anh hứa, anh sẽ nghe lời em, không lo chuyện bao đồng nữa, sẽ không lãng phí vì ham hố danh hão nữa, được chưa? Thật không? Thật, tôi hứa từ nãy rồi. Ê. Thế bạn chuẩn bị đi về đi. Tôi đi về đi. Hay thật đấy nhở? Sao chúng nó cứ coi mình như là người vô hình ấy, không có ý có tứ gì cả. Này, vợ yêu, em có nghĩ là vợ chồng mình á cũng nên thay đổi để giống như vợ chồng chúng nó không? Thôi, anh nghĩ là vợ chồng mình cứ như này vẫn là rất tốt, không cần phải thay đổi gì cả. Đi về, liệu cái thần hồn đấy. Không có bố vợ đúng là thiệt thòi, chán thế chứ lại.